Chúng cho nó sạch luôn à. Ráng nghe. Dạ. Cho nó bình thường đi. Nhiều chứ, mặt cái này là hình như hết mặt luôn mà. Ăn hết mặt luôn mà. À, qua Hà Nẵng xong mà quẹo liền. À, để giờ Loan gỡ ghẻ cho ấy. Bé này rất bị nặng rồi mà ta. Đúng bé? Dạ. Chị Hà nặng xong tiếp tục. Chị Hà nặng xong mà ta chị. Chị Hà phế quá. À, hôm đó lên lên đó chị nặng. Xong cái chị bọc. Ok chị Hà. À. Cái chị Hà vô nặng không biết tiếp tục cái kêu. Giờ thì thấy quen quen. Lần thứ ba rồi, hôm bữa tới không gặp chị Hồng. Chị em đoan dùng thuốc nhưng mà em dùng trang điểm vô được không? Ý là em đoan dùng thuốc trị mụn cái hộp bên chị á. Ý là em dùng trang điểm được không? Ý là lâu lâu hay là ngày mô cũng không, một ngày chụp mình cứ hơi này à, bình thường. Còn thường thì anh không có đồng điểm. Thế thì được. Chắc tôi đi với hẹn hò này, nó sợ. À, không được, chị dâu là không được cả nữa. Ủa hắn mà nói cái là ta chỉ điểm liền. Chẳng sợ ai hơn. Chị Loan đâu bị đuối. Đúng không? Bà thở rồi. Chuẩn bị lên đường. Ta im im đi. À, nhà nói là thằng đó gia trưởng. Nay là với lại kiểu như rất là thôi. Là khó lắm, nhà khó quen ai đó. Mùa ra. Thế là đẹp trai em nói mình tính tình đồ phải hợp nữa, phải yêu thương nhau nữa chứ còn mò ra ngoài đài. Thao đi bà. Có ai mà hoàn hảo đâu trời.
À, có cái xấu cái tốt hay chứ. Xoay ra là ở giá luôn con. Thôi nó thì ghê quá. Thôi nó thì thôi. Quá tệ. Thường thường đó. Yêu là mua quặng. Yêu là biết gì nữa đâu. Bà này mình được cái trán. Trán xíu. Cố gắng đi bé ơi. Má cái trán này. Hơi quá sao rồi chị? Đừng có hỏi xong. Ráng đi bé ơi. Đi ô tô mà có cháy. Nhiều đứa hay coi vẻ bề ngoài. Ừ. Nhiều đứa quan trọng vẻ bề ngoài đó. Con gái thôi như thật dùng mà. Mà như rứa thâu với đằng trừ. Đúng không? Đa số. Trừ mà ưa mấy thằng mà nó cũng khổ. Thật dùng lắm. Rau xanh thôi. Chứ hà răng hệ. Rau xanh thôi má. Mày ghê. Nãy thấy nhiều chưa thôi, hết trơn rồi thôi. Rồi xuống lại đây đi. Tìm. Mấy phút rồi hả? 9 phút rồi. Bà này bà gồng quá nè. Là mặt hắn nhiều bên đi đỡ rồi. Chắc là mồm quay hết rồi. Dạ đúng rồi. Bà mồm quay luôn à? Dạ. Cố gắng. Thank you.
ăn xong rồi. Rồi xong.